Kính chào quý vị. Bây giờ là bản tin thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Mời quý vị theo dõi một số nội dung chính trong bản tin chiều nay. Các địa phương trong tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo kết quả hội nghị Trung ương 13 khóa 11. Phần tin trong nước, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin thế giới, năm 2015, số người thiệt mạng do bạo lực tại Mỹ tăng nhiều nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thành ủy thành phố Tân An, Huyện ủy Thủ Thừa, Huyện ủy Đức Hòa, Huyện ủy Thạnh Quá và Huyện ủy Cần Đức vừa tổ chức hội nghị cán bộ để thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 12 năm 2015, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã họp hội nghị lần thứ 13 để bàn về tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng, báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, về dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, dự thảo quy chế bầu cử tại Đại hội 12 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, thống nhất cao thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 13, đồng thời quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng từ ngày 20 tháng 1 năm 2016 đến 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trụ bị tổ chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2016, khai mạc chính thức vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Thông qua hội nghị cán bộ nhằm giúp các cán bộ đảng viên nắm bắt được các nội dung chủ trương của Đảng trong nghị quyết, kết luận hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng đã đề ra. Chiều ngày 7 tháng 1 năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2015. Năm 2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với hai chuyên đề đối với 7 tổ chức đảng và 5 đồng chí bí thư trong việc lãnh đạo xây dựng quy chế làm việc trong nhiệm kỳ 2010-2015. Thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ đảng viên. Nhìn chung, công tác kiểm tra giám sát tại các đảng bộ, chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra giám sát cơ bản đều chấp hành tốt nghị quyết, quy định, chỉ thị và điều lệ của đảng, góp phần khắc phục, ngăn chặn tình hình vi phạm trong đảng bộ khối. Năm 2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc, vân vân. Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Bến Lức và thành phố Tân An có buổi tiếp xúc với cử tri xã Long Hiệp, huyện Bến Lức và cử tri phường 3, thành phố Tân An. Cử tri xã Long Hiệp, huyện Bến Lức kiến nghị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương đề nghị các ngành chức năng có biện pháp giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cửa rạch Ông Nhông, sớm thi công tuyến lộ Do Lá, quan tâm việc xây dựng hệ thống cống thoát nước trên tuyến quốc lộ 1, sớm thi công đường vào khu di tích Võ Công Tồn cũng như các công trình giao thông thủy lợi trên địa bàn huyện. Cử tri cũng đề nghị cần đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư nằm trong dự án quy hoạch khu công nghiệp Vĩnh Lộc, dự án thép Long An mở rộng. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các ngành chức năng rà soát và trang cấp trang thiết bị ở các trạm y tế để góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân. Tại thành phố Tân An, cử tri phường 3 thành phố Tân An bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn chưa giải quyết triệt để. Nhiều cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố cần đưa công tác phòng chống tham nhũng ở một số cơ quan trên địa bàn thành phố và tỉnh vào báo cáo của Hội đồng Nhân dân để cho cử tri nắm. Đề nghị thành phố nên có khu quy hoạch nghĩa trang cho nhân dân thành phố.
Về vấn đề an toàn thực phẩm, cử tri đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Cử tri phường 3 cũng đề nghị thành phố nên lắp đèn chiếu sáng, đồng thời sớm thi công những công trình đang dang dở trên địa bàn thành phố để tạo vẻ mỹ quan đô thị. Cử tri cũng phản ánh việc quy hoạch và thi công chợ liên phường là phường 1 và phường 3 còn chậm. Tại các buổi tiếp xúc, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri, tổng hợp và trình lên các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp theo. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Chiều ngày 7 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham nhũng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank chi nhánh Nam Hà Nội. Vụ án này thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội do đã làm thất thoát của nhà nước hơn 2.400 tỷ đồng. Trong vụ án này có 18 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm 13 bị cáo nguyên là các cán bộ của ngân hàng, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và một giám đốc doanh nghiệp. Các bị cáo bị viện kiểm sát truy tố về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, tòa đã tuyên án phạt bị cáo Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, và bị cáo Chử Thị Kim Hiền, nguyên phó giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, bị phạt 30 năm tù. Ngoài ra, hai bị cáo Lương và Hiền còn bị cấm hành nghề liên quan đến tín dụng 5 năm sau khi mãn hạn tù. Bị cáo Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Agribank, bị phạt 22 năm tù. Nhóm 5 bị cáo bị tuyên phạt về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm Đỗ Tiến Long, Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, Nguyễn Hữu Thanh, Trương Thị Úc, Đặng Quang Trung, bị phạt từ 7 đến 16 năm tù. Bị cáo Lê Minh Hiếu, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Vietmec và công ty cổ phần Flybro Việt Nam, cổ đông công ty liên doanh Flybro Việt Nam, bị tuyên phạt 15 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại bị kết án từ 2 đến 6 năm tù về cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 7 tháng 1, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Thú y Quản lý thị trường huyện Hóc Môn đã kiểm tra và phát hiện một cơ sở chuyên sử dụng hóa chất để chế biến thịt trâu thành thịt bò, chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 3 tấn thịt trâu cùng 50 kg hóa chất dùng để tẩy trắng. Vào thời điểm trên, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra ngôi nhà địa chỉ số 5/4, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện bà Nguyễn Thị Thạnh, sinh năm 1962, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ nhà đang cho công nhân rã đông thịt trâu nhập từ Ấn Độ để nhúng hóa chất tẩy trắng thành thịt bò. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ gần 3 tấn thịt nguyên liệu và thành phẩm, 2 bao hóa chất bột màu trắng nặng gần 50 kg. Số hóa chất trên được bà Thạnh khai mua ở chợ lớn. Số thịt trâu này sau khi ngâm hóa chất thành thịt bò sẽ được mang đi tiêu thụ tại các chợ trong thành phố để bán cho các nhà hàng, quán ăn. Theo điều tra ban đầu, cơ sở này hoạt động khoảng 3 năm nay và không có bất kỳ một loại giấy phép nào của cơ quan có thẩm quyền. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng trong ngày 7 tháng 1, đội 4 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Bình Tân đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở có dấu hiệu dùng chất tẩy trắng trong sản xuất mứt Tết. Thời điểm kiểm tra cơ sở Trường Thọ số 48/13, đường Trương Phước Vang, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, do bà Lương Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1964 làm chủ, tổ công tác phát hiện rất nhiều công nhân đang tham gia các công đoạn sản xuất mứt bí để chuẩn bị đưa ra thị trường trong dịp Tết Nguyên Đán. Qua quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ các túi ni lông chứa chất bột màu trắng. Bà Hạnh khai nhận đây là chất tẩy sử dụng để làm sạch và trắng mứt bí đao. Cùng thời điểm, tổ công tác cũng đã kiểm tra một cơ sở sản xuất mứt khác trên địa bàn quận Bình Tân và phát hiện vi phạm tương tự. Trước đó, đầu năm 2011, mẫu mứt bí không ngày sản xuất, không hạn sử dụng của cơ sở Trường Thọ cũng đã bị xử phạt do vi phạm về việc sử dụng chất tẩy trắng công nghiệp với hàm lượng natri sunfat rất cao. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ các sản phẩm trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho người dân.
Thưa quý vị, lồng cá bè với hơn 240 hộ nuôi cá trên 270 bè cá trên sông Đồng Nai đang rơi vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất khi mà những ngày qua cá chết hàng loạt, nổi kín cả mặt nước trên dòng sông này. Sau một đêm ngủ dậy, hàng chục lồng bè của hộ ông Nguyễn Đình Thanh, cá chết không còn một con. Trong đó có khoảng 3 tấn cá giống mới thả và 7 tấn cá thịt, chủ yếu là cá trắm giòn và cá chép giòn. Với giá bán như hiện nay khoảng 100.000 đồng một ký cá, thì nhà ông Thanh đã thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Không chỉ hộ ông Thanh mà hàng trăm hộ nuôi cá bè trên nhánh sông Cái thuộc sông Đồng Nai, đoạn qua thành phố Biên Hòa cũng gánh chịu số phận tương tự. Nhiều thì hàng chục tấn, ít thì cũng từ 6 tạ cho đến 3 tấn cá chết. Thiệt hại về kinh tế đang đè nặng lên bà con nuôi cá. Chết khoảng 3 tấn cá giống với lại khoảng 7 tấn cá thịt. Mà cái cá giống này là cái cá giống nhập của V1 của Bộ Nông nghiệp, cho nên là nó ra khoảng 160.000 một ký. Mà khoảng 3 tấn với lại là cái này khoảng 7 tấn nữa là một nhân với 120.000 nữa là ra cỡ một lối khoảng 1 tỷ 1, 1 tỷ 2. Cá mắm chết như thế này, cá năng thì đấy, cái dèo cái cả tấn cá năng của tôi bây giờ hả, bắt đã 95.000 một ký, cả tấn cá năng không, chết trắng không còn một con nào, chắc lơ phơ vài con nữa, chờ vài bữa nữa rồi nó ghẻ nở ra rồi nó chết là hết đấy. Chỉ trong vòng một tuần qua, tình trạng cá bè chết hàng loạt đã xảy ra 2 lần trên khúc sông này. Mặc dù đã có đoàn xuống kiểm tra, tuy nhiên khi đang chờ kết luận điều tra thì cá lại chết nhiều hơn. Người nuôi cá lại đứng trước nguy cơ mất trắng mùa cá Tết. Hơn 240 hộ nuôi cá, giờ đây lại nước mắt lưng tròng. Điều đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu họ phải gánh chịu thiệt hại này. Những năm trước, cá cũng đã chết hàng loạt do ô nhiễm xả thải từ các nhà máy xí nghiệp đổ ra. Hiện người dân nơi đây như ngồi trên đống lửa. Hơn lúc nào hết, họ trông chờ sự vào cuộc của cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân cá chết, cũng như có hướng xử lý khắc phục để bà con làng bè yên tâm bám nghề.